so với trận đấu trước, họ vẫn giữ nguyên đội hình. Trên hàng công, cầu thủ đang có phong độ ghi bàn tốt đó là Trịnh Timite. Và bây giờ liệu các cầu thủ trên hàng công của câu lạc bộ Hải Phòng có tiếp tục làm điều tương tự hay không, và chúng ta hãy chờ đợi xem. Ở những giây đầu tiên, những phút đầu tiên thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy cao đội hình để tổ chức tấn công, như là Ngọc Long. Các cầu thủ chủ nhà. Ngọc Long là cầu thủ cực kỳ nhanh. Ngọc Long dứt điểm vào. Hà Long là người ghi bàn. Một pha dứt điểm, một tuyến hai cực kỳ chính xác của Hà Long. Trước đó là tình huống đột phá và tạt bóng vào trong cực kỳ nguy hiểm của Ngọc Long. Bàn thắng từ rất sớm sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh thoải mái hơn và thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều so với các cầu thủ Hải Phòng. Lucao, số 25 Piku, số 30 Hoàng Nam, số 42 A Sân, số 17 Hữu Sơn, số 79 Tuấn Anh. Số Hữu Sơn rất khó chịu nhưng bóng đã được phá ra. Một pha dứt điểm tuyến hai, cơ hội. Nhưng đã có tình huống việt vị của Piku rồi. Hữu Sơn, Lucao, Piku. Và dứt điểm trước đó là cực kỳ nguy hiểm của Lucao nhưng đã đập vào chân một cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là tình huống dứt điểm của Piku nhưng bóng lại đi cao hơn so với khung thành. Đó là tình huống dứt điểm lần thứ hai của Piku ở trong hiệp 1. Nhưng nó không thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống đưa bóng tầm thấp của Hữu Sơn rất chính xác dành cho Lucao. Hoàng Nam, tình huống Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng đánh nhau không vào. Đó là sở trường của Lucao. Trước đó là một tình huống tạt bóng cực kỳ chính xác của Triệu Việt Hưng. Pha đánh đầu của Lucao, nếu như bóng có bay vào lưới thì chắc chắn thủ môn và Trịnh Lê Giàng sẽ bó tay. Đây là Tuấn Anh, rất nhanh. Tuấn Anh căng ngang. Quá đáng tiếc, Hữu Sơn không thể chạm được vào bóng. Nếu như cần chạm vào bóng, chắc chắn mảnh lưới của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tung lên. Các cầu thủ Hải Phòng đang gây khó khăn khá nhiều cho hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh. Hữu Sơn, pha đột phá của Hữu Sơn. Lucao, đường chuyền Hữu Sơn. Lucao, pha phối hợp rất hay. Vẫn còn Triệu Việt Hưng, dứt điểm không được. Pha phối hợp của Hữu Sơn, Lucao rất đẹp mắt. Nếu như có bàn thắng thì sẽ là tuyệt vời. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Lucao đã không thành công. Tép tuyến hai, Hà Long dứt điểm không đúng đích một chút nào cả. Phương án tổ chức phản công hay của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có khoảng trống để Hạ Long ngắm nghía nhưng pha dứt điểm thì không. Jose Emade, Lucao, Triệu Việt Hưng căng ngang. Trời ơi, Hữu Sơn quá đáng tiếc. Một pha không có ai theo kèm mà đẹp lòng ra ngoài. Tình huống căng ngang cực kỳ tuyệt vời của Triệu Việt Hưng. Khung thành đã bỏ trống rồi nhưng Hữu Sơn cũng không đẹp lòng thành công. Chúng ta cùng xem lại. Quá đáng tiếc cho Hữu Sơn. Chỉ cần một pha đẹp lòng chính xác thôi, mảnh lưới của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rung lên. Dứt điểm, Lucao, Lucao, Lucao. Không được. Những pha xử lý bóng luẩn quẩn của Lucao. Hữu Sơn pha phối hợp, dứt điểm tuyến hai. Đó là tình huống dứt điểm của Piku. Ở trong 11 thì Piku cũng đã có hai pha dứt điểm nhưng bóng đã đi lên trời. Pha đánh gót rất hay. Triệu Việt Hưng. Đây là Lucao dứt điểm không vào. Phản xạ tuyệt vời của thủ môn Patrick Lê Giang.
Một pha cứu thua cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Người vừa dứt điểm vừa rồi đó là Tuấn Anh. Quý Sơn đã ra dấu hiệu thay Tuấn Anh. Có lẽ sau pha dứt điểm vừa rồi thì Tuấn Anh đã bị chuột rút. Phản xạ rất nhanh của thủ môn Patrick Lê Giang. Pha tạt bóng rất khó chịu của Triệu Việt Hưng. Tình huống dứt điểm bằng như vậy là Triệu Việt Hưng sẽ được đẩy lên. Một pha đường bóng chính xác của thủ môn Patrick Lê Giang. Dứt điểm không vào. Nhưng đã có tình huống việt vị của Piku rồi. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Piku đã có khá nhiều những tình huống dứt điểm nhưng chưa thành công. Đường chuyền vào đến đúng vị trí của Piku. Và chuyền bóng vừa rồi đã bị bắt bay. Một tình huống băng ra khá tốt của thủ môn Đình Triệu. Mạnh Dũng tạt bóng. Dứt điểm không được. Đó là pha dứt điểm của Xuân Trường. Nhưng chúng ta có thể thấy trong pha bóng vừa rồi thì đội trưởng Ngô Tùng Quốc đã lăn xả. Piku rất khẩn trương. Xuân Trường đường chuyền dành cho Lucao. Lucao đi bóng quá dài. Và trong pha bóng vừa rồi thì Minh Tùng cũng đã bọc lót tốt cho người đồng đội của mình ở mùa giải này của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Lucao dứt điểm không vào. Thêm một pha dứt điểm và vẫn không vào. Pha dứt điểm thứ ba vào. Hoàng Nam cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến đối với các cầu thủ Hải Phòng. Ba pha dứt điểm liên tiếp. Trước đó là những tình huống tranh chấp giữa Joseph Mbande và Lucao. Ngay sau đó là tình huống dứt điểm của Xuân Trường và bóng bật ra đến vị trí của Hoàng Nam. Đây là pha dứt điểm của hai cầu thủ ngoại binh bên phía đội khách. Tình huống dứt điểm của Xuân Trường. Hoàng Nam đã có bàn thắng mặc dù Patrick Lê Giang đã chạm được vào bóng nhưng không thể cản phá. Chủ nhà cũng đã phòng ngự kiên cường. Trong pha bóng vừa rồi là Lucao và Joseph Mbande không hiểu ý nhau. Có vẻ như bóng mà Xuân Trường dứt điểm đã chạm vào tay của Ngô Tùng Quốc. Nhưng tình huống bật ra thì Hoàng Nam đã dứt điểm thành công. Tùng Quốc, Văn Kiên. Sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, không phải là các cầu thủ Hải Phòng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nổi cáu. Và tấm thẻ vàng thứ hai của đội trưởng Ngô Tùng Quốc đồng nghĩa một tấm thẻ đỏ. Không hiểu trong tình huống nào mà Ngô Tùng Quốc đã phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Vâng, cho đến thời điểm này thì trọng tài Hoàng Hà đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một trận hòa cực kỳ kịch tính của Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Bàn thắng bật tỷ số do công của Hạ Long ở trong hiệp 1. Các cầu thủ Hải Phòng đã có bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu do công của Hoàng Nam.